Xin chào cô chú anh chị gần xa đã quay lại quý kênh của em buổi sáng nay luôn nha chị. Bữa nay ngày 24 tháng 8 công 2 thì em xin cập nhật và báo giá hình ảnh cho chị mình chính là một con bò cái cách man Mỹ nha anh chị. Đây là bò nhập nha chị, bò nhập điều trại về ha. Bò này thì nó vẫn còn mã số in trên tay nha chị. Bò này thì nó cũng đang chữa luôn nha chị, man Mỹ đang chữa ba bơi ha. Đó, con bò này thì em kiểm tra rồi thì sáng mặt xá lưng nói là đóng chuẩn nghiêm chỉnh nha chị mong đít mầm ha hoa đen lớn chăn cẳng thì xương to dài móng sò hết nha cô chú anh chị rúng đai chiền dày đẹp ha yếm cũng đầy đủ nha chị một nồi luôn nha con bò này thì khả đòn rất là dài luôn nha cô chú anh chị thả đòn dài cao ráo nha chiều cao cái con bò cái cách manh mỹ tay lớn này thì em đo ngay xá lưng nha anh chị thì nó cao là một m hai cho đến là một m hai bò ha con bò này thì nó mới đẻ một con và hiện tại luôn nha anh chị thì nó đang gom chữa lại là lưới thứ hai ha. Hiện tại luôn thì nó đang chữa là giống 3B nha anh chị, gieo tinh 3B ha. Là nó chữa được hơn 4 tháng rồi nhau chỗ chị. Và con bò này, đó con bò cái cách man thần chủng nha anh chị, tay lớn này em bán về cho anh chị gần xa bà con mà gần xa đem về nuôi á. Là em bao cho anh chị là tứ đẻ nha. Bao chữa, bao khám, bao rồi tứ đẻ cho chị gần xa luôn ha. Bao ăn uống đèn quèn cho cô chú anh chị mình gần xa ha. Vì đây chính là một con bò cái cách man tay lớn như vậy đang chữa ba bơi ha. Đây là dòng bò cái cách man nhau chú gì man Mỹ nha. Bò thần chủng nha anh chị. Đó bò này nó là bò nhập nha anh chị. Đó con bò này nó rất là tốt nha. Đó, anh chị mà đang muốn sở hữu một cái con bò cái cách man thần chủng thế này tay lớn mà đang chữa ba bơi á thì anh chị mình cứ liên hệ cho em ha. Cái con bò này thì ngày hôm nay thì em muốn bán về cho bà con mình cần xa với mức giá là 31 triệu ha. Giá này có bớt đường xe nữa nhau chỗ gì Thì em mong thì những cô chú chị mình đang xem cái video này của em Và mình muốn mua cái con bò cái cách manh Mỹ này Thần chủng này Mình đem về nuôi sinh sản thì chị mình cứ alo cho em liền tay nha Đó